Trong khi đó, thì thành phố du lịch Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang siết chặt lại việc kinh doanh rượu ở nhiều nhà hàng và các quán ăn trong thành phố để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và du khách. Từ đầu tháng 3 đến nay, đội quản lý thị trường số 1 thành phố Nha Trang đã tịch thu 100 lít rượu ngâm các loại. Tất cả các sản phẩm này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có nhãn mác. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục kiểm tra các cơ sở nấu rượu đang hoạt động để góp phần ngăn chặn các vụ ngộ độc rượu có thể xảy ra.